Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tết Trần TV. Lúc này tôi đang có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài. Và lúc này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã hạ cánh sau khi kết thúc chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Đội tuyển đã phải di chuyển một quãng đường thực sự rất là xa từ Iraq đến Doha, và sau đó ở Doha mấy tiếng đồng hồ, sau đó mới di chuyển từ Doha Qatar về đến Việt Nam. Và chắc chắn là các cầu thủ như là huấn luyện viên Kim Sang-sik rất mong muốn trở về Việt Nam rồi. Mặc dù một chiến dịch chúng ta đã không thể vượt qua được vòng loại thứ hai, nhưng mà dẫu sao hai trận đấu của huấn luyện viên Kim Sang-sik với đội tuyển Việt Nam đã đọng lại cho chúng ta rất nhiều những sự kỳ vọng. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trở về đến Việt Nam, và chúng ta cùng chào đón họ và chúc cho họ có một cái hành trình trở về chuẩn bị thật tốt để sẵn sàng cho những cái kế hoạch tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, chuyến bay QR982 đây. Lúc này là 7 giờ 10 phút đây. Và chuyến bay QR982 bay từ Doha, Qatar trở về đến Việt Nam đã hạ cánh vào lúc 6 giờ 59 phút. Thời gian dự kiến là 7 giờ 10 nhưng đã cánh sớm hơn khoảng 10 phút. Đấy, đã hạ cánh rồi các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là đội tuyển Việt Nam của chúng ta di chuyển xuống đây như thế nào. Các bạn thấy khu vực này thì cũng rất vắng bóng rồi, không thấy có phóng viên hay là người nhà của cầu thủ. Đội tuyển đã di chuyển một quãng đường khoảng hơn 12 tiếng cơ, cả bay từ Iraq đến Doha và phải ở đến sân bay Doha Qatar mấy tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ sau đó mới có thể lên sân bay, lên máy bay và về được. Các bạn thấy là thời gian lâu như nào. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những hình ảnh của đội tuyển Việt Nam trở về sau khi kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Như vậy Văn Thanh là một trong những người ra đầu tiên, Hùng Dũng nữa. Hai các cầu thủ đang vừa mới làm thủ tục nhập cảnh xong, bây giờ bắt đầu đang bắt lâm đây rồi. Văn Thanh nói chung là họ sẽ xuống từ từ nhập cảnh từng người một, sau đó sẽ bước xuống lấy hành lý các bạn nhé. Ta sẽ cùng quan sát thêm. Quang Hải đây. Này thì Đức Chiến nữa. Về cơ bản thực ra đây là một chiến dịch mà huấn luyện viên Kim Sang-sik đón nhận hai trận đấu, là hai trận đấu ở trong vị thế chúng ta đã không có quyền tự quyết. Chính vì thế mà chúng ta không nên quá thất vọng. Đây là Hùng Hoàng Đức. Hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, chúng ta nhận thấy được rất nhiều những cái điều mà chúng ta gọi là tích cực. Đây là Hồ Tấn Tài. Bây giờ thì đội lấy đồ xong rồi chắc là sẽ về câu lạc bộ thôi, vì cuối tuần này thì đội, các cầu thủ cũng sẽ về câu lạc bộ để thi đấu V-League. Buổi sáng ngày hôm nay thì tại sảnh đến của sân bay quốc tế Nội Bài không có quá đông. Tô Văn Vũ ở phía xa, đây là Khuất Văn Khang. Phan Tuấn Tài. Vừa rồi thì đội đã sang một cái thành phố được coi là nóng nhất thế giới. Chính vì thế mà chắc chắn là về Việt Nam thì mặc dù cũng nóng nhưng mà thời tiết nó cũng dễ chịu hơn các bạn. Đây là Nguyễn Philip. Người thực sự là cũng rất đen đủi khi mà cứ mỗi lần bắt cho đội tuyển Việt Nam thì lại đón nhận những trận thua. Các trợ lý. Đây là trợ lý Huy Thọ. Đây là trợ lý Lưu Danh Minh. Đây là Bùi Hoàng Việt Anh. Trung vệ đã thi đấu trong trận đấu gặp đội tuyển Iraq. Trận đấu rất khó khăn của đội tuyển Việt Nam. Đây là tiền vệ Tuấn Anh. Tuấn Anh cũng đã được vào sân trong cả hai trận đấu gặp đội tuyển Philippines và đội tuyển Iraq.
Đây là nhóm các trợ lý người nước ngoài, trợ lý Cedric và trợ lý chuyên môn. Đây là Đinh Thanh Bình. Duy Mạnh. Cầu thủ cũng có lẽ là mua ít đồ và hành lý cũng khá là họ gọn nhẹ thôi các bạn. Không có gì nó quá công cành cả. Chúng tôi hy vọng rằng là những chiến dịch tiếp theo mà đội tuyển Việt Nam tham dự, đặc biệt là AFF Cup vào cuối năm ấy, thì những hình ảnh này thực sự sẽ khiến chúng ta gọi là nức lòng khi mà có rất đông người hâm mộ đến đây chào đón. Cái kỳ vọng của chúng ta đó chính là AFF Cup vào cuối năm, chúng ta sẽ có thể giành được chức vô địch. Đội tuyển Việt Nam đã được hỗ trợ để làm thủ tục nhập cảnh rất là nhanh. Chính vì thế mà các bạn thấy là ngay sau khi nhập cảnh, được ưu tiên nhập cảnh, thì đội đã có mặt ở ngay đây. Chỉ như bình thường, nếu mà những hành khách bình thường thì thực sự là cái thời điểm xuống sân bay nhập cảnh và đến lúc xuống hành lý mất thời gian rất là lâu. Tiến Linh, tiền đạo cắm của chúng ta, sau rất nhiều những hoài nghi thì Tiến Linh đã có được cú đúp trong trận ra mắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Đó là điều cũng rất là tích cực. Trận đấu gặp Iraq thì trận đấu rất khó, chính vì thế mà Tiến Linh đã không thể ghi bàn. Và người có được bàn thắng duy nhất của chúng ta đó là Tuấn Hải. Đội đã xuống khá đông đủ rồi. Đây là Đình Triệu, xa xa là Xuân Mạnh. Đội tuyển Việt Nam sẽ chia tay nhau đến khi mà có lịch FIFA Day vào khoảng tháng 9 các bạn ạ. Tháng 9 sẽ có thêm một lịch FIFA Day. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc quay của V-League. Phạm Xuân Mạnh, hậu vệ cánh phải đang chơi rất lên chân của đội tuyển Việt Nam. Để thi đấu tại quốc tế thì các bạn thấy được là hành lý của đội tuyển Việt Nam cũng rất là nhiều. Chính vì thế mà các cầu thủ cũng sẽ phải hỗ trợ những người trợ lý để mang những cái hành lý bao gồm những dụng cụ tập luyện, bao gồm rất nhiều thứ ra sân bay. Ra chiếc xe chở hành lý để trở về. Lúc này thì chúng tôi vẫn đang chờ đợi xem hình ảnh của huấn luyện viên Kim Sang Sik đâu. Những lời khen đã dành cho huấn luyện viên Kim Sang Sik sau những trận đấu gặp đội tuyển Philippines, kể cả trận đấu gặp đội tuyển Iraq, một đối thủ rất mạnh. Huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng đã trả lời trong họp báo sau trận đấu gặp đội tuyển Iraq rằng là cũng rất là thích cái tinh thần chiến đấu của đội tuyển Việt Nam. Mặc dù chúng ta không còn cái cơ hội nào nữa sau khi mà biết kết quả của trận đấu giữa đội tuyển Indo và tuyển Philippines, nhưng mà đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu rất quyết tâm để có được cho mình một kết quả tốt nhất. Lên về kia xích được rồi các bạn nhé. Đây, một cái phong cách ăn mặc rất là quen thuộc, áo sơ mi ngắn tay, quần jean, một hình ảnh thực sự bây giờ lúc này thì tôi nghĩ rằng hình ảnh của huấn luyện viên Kim Sang Sik với người hâm mộ bóng đá Việt Nam là rất thân thiện, luôn gập đầu cúi đầu chào hỏi, cảm ơn với các cổ động viên, thậm chí là với cánh truyền thông thì cũng rất là thân thiện, luôn luôn nở nụ cười rất là nhẹ nhàng.
theo giới chuyên môn thì lúc này thì đội tuyển Việt Nam không chỉ thi đấu vì cá nhân, vì tập thể mà còn thi đấu vì huấn luyện viên Kim Sang-sik nữa. Sự gần gũi, và người ta ví huấn luyện viên Kim Sang-sik như một người anh của các cầu thủ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik bây giờ sẽ sẵn sàng để đi các sân tại V-League theo dõi các trận đấu để tiếp tục tuyển quân, và rất có thể vào tháng 9 tới thì những gương mặt mới sẽ xuất hiện. Thực ra là sơ đồ của huấn luyện viên Kim Sang-sik lúc này thì chúng ta đang thấy ông đã sử dụng hai sơ đồ chính, đó là sơ đồ phòng ngự 5-4-1 khi tấn công có thể thành 3-4-3. Còn lúc cuối của trận Iraq thì chúng ta thấy được là ông đã thử nghiệm sơ đồ 4-3-3 và đã mang lại bàn thắng của Tuấn Hải. Đó cũng là một sơ đồ mà huấn luyện viên Kim Sang-sik đã từng sử dụng khi còn làm huấn luyện viên trưởng của Genbuk Hyundai Motors. Rõ ràng lúc này huấn luyện viên Kim Sang-sik có rất ít thời gian. Chính vì thế mà chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là ở quãng thời gian tiếp theo thì ông sẽ mài quân như thế nào. Bởi vì lúc này thì từ giờ đến AFF Cup, hay còn gọi bây giờ là ASEAN Cup, thì đội tuyển Việt Nam không tham dự bất cứ một giải đấu nào. Nhưng chúng ta có các đợt tập trung dịp FIFA Days, và đó sẽ là cơ hội để chúng ta rèn quân, chúng ta thấm nhuần triết lý của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Thực tế thì việc bị loại khỏi vòng loại World Cup sẽ giúp cho huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm thời gian để cùng các học trò của mình nhuần nhuyễn hơn những bài tập, nhuần nhuyễn hơn những cách triển khai lối chơi, cách vận hành chiến thuật. Đó là điều vô cùng quan trọng. Và có lẽ là cuối năm nay tại ASEAN Cup, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có đủ thời gian để trang bị cho đội tuyển Việt Nam những gì tốt nhất, cả về con người, cả về đội hình chiến thuật, và chuẩn bị về thể lực, tâm lý, tinh thần, một điều vô cùng quan trọng. Trợ lý ngôn ngữ Anh Văn đang cầm những chiếc áo của đội tuyển để xin chữ ký toàn bộ thành viên của đội tuyển Việt Nam. Thậm chí là có thêm một trợ lý ngôn ngữ nữa cũng đã hỗ trợ để xin chữ ký. Theo tìm hiểu thì đây là cái mong muốn của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Sau khi có những trận đấu đầu tiên với đội tuyển Việt Nam thì ông muốn lưu lại kỷ niệm bằng những chiếc áo như thế này, và có thể là tặng cho người thân, có thể là treo ở cái nơi ông ở tại Việt Nam. Đó. Thực ra bây giờ mới xin thì nó sẽ mất tương đối thời gian để tìm được đầy đủ các cầu thủ. Này thì các cầu thủ vẫn đang lấy hành lý. Như vậy là Nguyễn Philip đang đi từng gặp từng người một để nói lời tạm biệt. Hành động rất chuyên nghiệp của Nguyễn Philip. Ngoài thì đương nhiên rồi, Nguyễn Philip sẽ trở về nhà riêng trước khi đến câu lạc bộ để hội quân. Đấu vừa rồi Nguyễn Philip đã được bắt chính, đấu rất khó. Văn Lâm thì được bắt trong trận đấu gặp đội tuyển Philippines. Này thì các thành viên của đội tuyển Việt Nam đang bắt tay tạm biệt nhau. Một số các cầu thủ thi đấu tại phía Nam thì có thể họ sẽ bắt chuyến bay quốc nội để di chuyển về câu lạc bộ của mình luôn. Bây giờ thì đội đã chuẩn bị di chuyển ra bên ngoài đây. Chúng ta sẽ được chứng kiến những hình ảnh cận hơn.
động viên đang bắt tay nhau tạm biệt nhau. Rồi, người đầu tiên bước ra bên ngoài chính là Nguyễn Philip. Này thì Nguyễn Philip sẽ quy chuẩn về nhà thôi. Welcome back, bro. Philip là người bước ra đầu tiên. Số những phóng viên đang theo sát Nguyễn Philip. Người bước ra đầu tiên là Nguyễn Philip. Rồi, đội trưởng Hùng Dũng sẽ là người tiếp theo. Đội trưởng Hùng Dũng sẽ là người tiếp theo bước ra. Chào mừng trở về nhá. Đinh Triệu à, quay con bách em ơi. Tiến Linh cặp đôi ghi bàn đây, Tiến Linh Tuấn Hải đây. Rồi, Duy Mạnh, trợ lý. Về kiểm xích là người bước ra đầu tiên. Welcome back, welcome back. Huấn luyện viên Kiều Sinh sẽ bước ra. Các cầu thủ của chúng ta bắt đầu đi ra gần đây. Rồi. Những trợ lý, rất nhiều hành lý. Xuân Mạnh. Đi mình à? Ừ, đi mình. Rồi. Những người cầu thủ của những trợ lý và những cầu thủ cuối cùng bước ra. Bùi Vĩ Hào. Hồ Tuấn Tài. Bùi Tiến Dũng. Em cứ nói với anh Đức. Trợ lý cuối cùng anh. Chào em. Anh bạn à. Rồi, cuối cùng kia chúng ta thấy có Đặng Văn Lâm, người thì họ đã tạm biệt nhau, người tạm biệt nhau và đi thành các ngả khác nhau. Và chiếc xe này sẽ là chiếc xe đón một trong những cầu thủ của chúng ta. Các bạn thấy là cả một số cầu thủ lên chiếc xe buýt quen thuộc đây. Chủ yếu là sẽ trở về Liên đoàn bóng Việt Nam thôi, trước khi nói lời tạm biệt cho đoàn hội quân này. Mỗi người sẽ trở về với một cái cách khác nhau. Hành lý cũng rất là nhiều, thế là các trợ lý của huấn luyện viên
mới thì rất là hiện đại và cũng rất là tương đồng với cái lối chơi của câu lạc bộ Hà Nội của em đang chơi. Và những cái lối chơi là những cái bài tấn công thì cũng giống như câu lạc bộ Hà Nội của em, nhưng là em cũng rất là quen thuộc rồi. Huấn luyện viên mới nói rằng mình là một người Anh, vậy thì ông đã xây dựng văn hóa như thế nào trong tập thể đội tuyển Việt Nam? Huấn luyện viên là người rất là thoải mái trong sinh hoạt, luôn để cho các cầu thủ có tính tự giác, bởi vì của em là cầu thủ chuyên nghiệp nên là tính tự giác mọi người phải đặt lên hàng đầu. Và huấn luyện viên cũng đã nói là khi nào bước vào tập luyện thì mọi người cần phải tập trung nhất có thể, còn khi nào mà ngoài giờ tập luyện thì mọi người có thể dành thời gian riêng cho bản thân. Một câu hỏi thu bên lề, làm thế nào để huấn luyện viên Danh Sích đang tập dần ít cầu thủ phát động vào trận? Thì huấn luyện viên và các trợ lý của huấn luyện viên thì ra sân thì thường đọc tên các cầu thủ rất là nhiều lần để có thể làm quen, kể cả những lúc đi ăn hay là những lúc mà mọi người đang tập trung thì các trợ lý của huấn luyện viên cũng đọc tên để làm quen dần. Sẽ là một quãng thời gian tương đối dài các cầu thủ sẽ tập trung trở lại, vậy thì lời cuối cùng mà huấn luyện viên Kim Văn Xích nói với toàn đội trước khi mà chúng ta hội quân, lời cuối cùng tiếp theo là gì? Em thấy các cầu thủ mà chuẩn bị dứt điểm thì lúc nào cái xu hướng của em là nhập vào cầu môn, còn cái bàn thắng ở bàn vào lưới Iraq thì lúc ấy cũng là một cái bàn thắng vô hứng mà em xử lý cũng là táo bạo. Em cũng không ngờ là bàn thắng ấy cái cú sút đấy lại trở thành bàn thắng. Một câu hỏi cuối như là cái hai cái sơ đồ mà huấn luyện viên Kim Xích sử dụng là 3-4-3 với cả 4-3-3 ở cuối trận Iraq, thì em thích cái cách chơi ở cái của mình ở sơ đồ nào hơn? Theo em thì cả hai sơ đồ đấy đều có những cái điểm mạnh riêng của huấn luyện viên, và cái sơ đồ huấn luyện viên đưa ra thì theo cá nhân em nghĩ thì cũng rất giống với câu lạc bộ Hà Nội của em đang chơi hiện tại, bởi vì cái lối chơi hiện đại đấy bây giờ các huấn luyện viên đang theo đuổi rất là nhiều. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn anh Đoàn. Tuấn Hải đã trả lời xong và các bạn thấy là rất nhiều những chia sẻ thú vị của đội tuyển Việt Nam. Bây giờ lúc mà đội tuyển của chúng ta sẽ di chuyển, các cầu thủ chúng ta sẽ di chuyển về Liên đoàn bóng đá Việt Nam và sẽ nói lời tạm biệt với nhau. Đó, chiếc xe bây giờ không còn là chiếc xe màu đỏ Việt Nam Golden Star Warrior nữa mà chiếc xe màu trắng. Đấy, đổi màu sắc một chút, liệu có đổi vận ở huấn luyện viên này không? Rất cảm ơn mọi người đã từng theo dõi video trên kênh Chất Trời TV. Được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.